Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, làm sao khỏi chúng mê tân. Đạo nguyên vạn lượng tỏ phân kính sùng. Chú thích: khùng điên. Đức giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo ra đời, tuy có tục danh là Huỳnh Phú Sổ, nhưng trên đường giáo hóa Ngài còn có nhiều biệt hiệu như Hoàng Anh, Hồng Dân Cư Sĩ và Sĩ Cồn. Cũng có khi Ngài ký tên là Hòa Hảo. Ngoài ra, Ngài còn xưng hiệu là khùng và điên, như trong bài Diệu Pháp Quang Minh. Chính Ngài đề danh bút hiệu khùng điên tự cảm tác, các chỗ khác thì Ngài tự xưng ta khùng điên nói đại nói càng, và thầy khùng trò lãi quá điên, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Ngài còn thổ lộ nơi cư trú hành đạo của Ngài qua tiền kiếp: khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua Nghiêu xưa mở đất cài, Ngài nái nhường lại cảnh này cho điên. Hoặc là: Bồng Lai điên dại có ngôi, Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen. Sở dĩ Ngài đề bút hiệu điên khùng là có hai lý do đặc biệt. Một, vì muốn đánh lạc hướng người Pháp, để họ thấy Ngài là một ông đạo điên điên khùng khùng, có tánh nửa hư nửa thật, chữa bệnh hơi giống các phù thủy, nên lúc đầu Pháp coi thường Ngài, để Ngài yên tâm sáng tác sấm giảng, hoàn thành công tác khai đạo. Hai, vì muốn đối nghịch lại với những người ra đời hay xưng mình là khôn lanh, nhưng cái khôn lanh ấy chỉ để lừa dân thủ lợi, còn Ngài điên mà biết thương dân mến nước, biết đem đạo màu cứu vớt sanh linh. Và khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Đào nguyên có nghĩa là nguồn đào. Đây là một thành ngữ xuất phát từ điển tích Ngư Phủ Nhập Đào Nguyên. Ngày xưa ở Bắc phần Việt Nam có ông Từ Thức làm quan huyện Tiên Du. Hôm nọ, ông đến vườn thượng uyển của vua để xem qua mẫu đơn, bỗng gặp một cô gái rất xinh đẹp đang bị trói dắt đi. Ông hỏi ra mới biết cô gái ấy tên Giáng Hương, cũng đến xem qua, nhưng khi sờ đến cành mẫu đơn lại rụng đi, nên phải tội. Nghe qua, Từ Thức động lòng từ ái, liền đem áo quý của mình xin chuộc tội cho Giáng Hương. Nàng tạ ơn Từ Thức rồi đi mất. Thời gian sau, Từ Quang về ẩn sĩ, hưởng thú tiêu dao, thường ngao du các danh lam thắng cảnh. Một hôm, ông xuống thuyền nhỏ giả làm ngư ông, chèo lần theo mé sông, cứ thông dong chèo mãi, không muốn quay lại. Bữa nọ, con thuyền đang tiến hành theo mé núi, ông thấy phong cảnh lịch sinh, có cái hang vừa rộng vừa ăn sâu vào núi. Ông theo hang ấy chèo mãi tới một nơi gọi là Động Bích Đào, Điện Quỳnh Hư. Tình cờ ông gặp lại nàng Giáng Hương. Vì nhớ nghĩa xưa nên nàng kết duyên với Từ Thức. Hai người sống cuộc đời an nhàn, vui đẹp rất lâu nơi cõi tiên ấy. Nguyên Giáng Hương là một tiên nữ, nên tới ngày lễ hàng năm phải về chầu Diêu Trì Kim Mẫu. Kỳ này, nàng căn dặn Từ Thức: chàng hãy yên lòng ở lại đây, thiếp về chầu Thánh Mẫu xong sẽ trở lại ngay. Có điều quan trọng là chàng không nên mở cửa sau mà ngó biển, nguy hại lắm. Vắng Giáng Hương, Từ Thức buồn bực quá, đi dạo khắp nơi cũng chưa khuây khỏa. Chàng cãi lời dặn dò của vợ, mở đại cửa sau nhìn ra biển. Từ Thức thấy biển rộng mênh mông, sóng bủa muôn trùng, bên kia bờ vàng vạn quê hương mình, liền đâm ra nhớ nhà da diết. Khi Giáng Hương đi chầu về, Từ Thức xin từ giả nàng để về thăm quê hương.
nàng khuyên giải và cho biết nếu chàng cãi ra về, khi muốn trở lại ắt khó tìm gặp lại thiếp nữa. Song Từ Thức nặng nặc quyết định, Giáng Hương đành gạt lệ tiễn chàng ra đi. Từ Thức theo đường cũ trở về xứ nhà, nhìn cảnh vật có phần nổi lạ, tìm gặp một cụ lão trên 70 tuổi hỏi thăm về nhà cửa và bà con của mình. Cụ lão đứng hồi tưởng một lúc rồi đáp: "Thuở nhỏ, tôi còn nghe ông bà kể lại, trước kia tôi có ông tổ cách đây 7 đời, tên là Từ Thức. Sau khi từ quan, ông xuống thuyền đi mất không về. Thời gian nghe đâu ông đã thành tiên." Nghe ông lão kể, Từ Thức đứng suy nghĩ, mình đi mới có mấy năm mà đã trải qua 7 đời con cháu, thật khiếp sống hồng trần quá ngắn ngủi. Ông bèn xuống thuyền chèo trở lại động Bích Đào, nhưng tìm mãi cũng không gặp, đành vào núi tu hành. Sau đó, tại trái núi Tịnh Thanh Hóa có một cái động, người ta thường gọi là động Từ Thức. Người sau khi nhắc đến chuyện trên có viết lên hai câu hát để tiếc uổng dùm cho ông: "Trách chàng Từ Thức dũng suy, đã lên cõi thọ về chi cõi trần." Câu chuyện vừa qua có ngụ ý chỉ cho người tu mà lòng còn vọng nhiễm trần mê, quyến luyến cảnh tục, tò mò muốn tìm cảnh lạ, từ mở cửa sau nhìn về biển hồng trần, nhớ đến quê hương, tức chỉ cho sáu căn còn ô nhiễm sáu trần, rồi phải quần tục bích đường lên tiên cảnh, qua điển tích đào nguyên vạn lượng và hai câu giảng của Đức Thầy. Ngài có ý cảnh tỉnh mọi người, bến mê là cõi trần tục, đầy sự khổ đau ràng buộc, còn cảnh thanh nhàn siêu thoát của tiên Phật vô cùng quý báu, thật ngàn vàng khó sánh, đào nguyên vạn lượng. Song ai muốn thụ hưởng cảnh đó, hãy sớm thức tỉnh tu hành, dứt lòng trần tục. Sau đây là phần lược giải. Từ câu 25 tới câu 28, Đức Giáo Chủ tuy trên đường giáo hóa nhân sanh, Ngài thường xưng hiệu là điên và khùng, nhưng người nào biết được Ngài là bậc minh sư, để quy y là đã có duyên lành với Ngài trong nhiều tuyền kiếp. Vậy hiện giờ hãy ráng tu thêm cho vượt khỏi bờ mê, để sang bến giác, hầu thụ hưởng cảnh muôn ngàn quý báu của Phật tiên. Thank you.